Người ta nói bảo hiểm nhân thọ là điều khoản dài dòng, phức tạp, cứng nhắc, không thể thay đổi. Chỉ nhận được quyền lợi khi tử vong, không phục vụ với nhu cầu hàng ngày. Đóng tiền vào dễ, lấy ra khó. Đợi đã, với FWD, một công ty bảo hiểm khác biệt. Bảo hiểm nhân thọ giờ đây hoàn toàn khác. FWD đón đầu thay đổi, là sản phẩm bảo hiểm kết hợp tối ưu giữa bảo vệ dài hạn và đầu tư linh hoạt. Tài khoản bảo hiểm đảm bảo quyền lợi bảo vệ cho bạn trước mọi rủi ro và là tài khoản tiết kiệm dài hạn. Tài khoản đầu tư thêm là công cụ đầu tư thực thụ, giúp khách hàng dễ dàng đầu tư linh hoạt cho tương lai. Với đặc điểm đầu tư thêm và rút tiền không mất phí, bạn có thể dễ dàng tận dụng các cơ hội đầu tư khi có thu nhập nhàn rỗi và linh hoạt sử dụng khi có nhu cầu. Đặc biệt, FWD đón đầu thay đổi, kích hoạt tính năng rút tiền trực tuyến. Bạn có thể thực hiện yêu cầu rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm của mình mọi lúc, mọi nơi, ngay trên mọi thiết bị thông minh và nhận tiền nhanh chóng. Tính năng rút tiền trực tuyến giúp bạn dễ dàng sử dụng tiền từ hợp đồng bảo hiểm để thực hiện mọi kế hoạch, nắm bắt mọi cơ hội, mọi thay đổi trong tương lai. Giờ đây, với FWD đón đầu thay đổi, bảo hiểm nhân thọ đã trở thành một phần của cuộc sống năng động. Đầu tư linh hoạt, bảo vệ tối đa, tăng trưởng ổn định, đảm bảo. Rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm trực tuyến lần đầu tiên trên thị trường. FWD đón đầu thay đổi, giải pháp bảo hiểm linh hoạt giúp bạn luôn chủ động trước mọi thay đổi trong tương lai.